Sau khi nghe các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ và thường xuyên liên hệ qua mạng xã hội với một số người đã vượt biên trái phép sang Thái Lan, nằm trong đường dây lừa đảo, kể về cuộc sống an nhàn, hưởng thụ nơi đất khách quê người. Anh Sư Phương ở làng Hra, xã Gia La, huyện Chư Pứ, đã bán 6 con bò, cho thuê 1 hecta đất trồng điều trong thời gian 6 năm, tổng cộng được 71 triệu đồng, và dồn số tiền tích góp để chuyển cho các đối tượng lừa đảo 78 triệu đồng, nhằm đưa 4 thành viên trong gia đình xuất khẩu lao động trái phép qua Thái Lan. Mê muội sẽ có cuộc sống phồn hoa ở nước ngoài. Cả gia đình anh Phương cứ thế bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt, đi theo con đường mà chúng vạch ra. Họ nói là đi ra bên này rồi để kiếm tiền, để sống, mà không biết sống thế nào nữa. Nó bảo là qua bên kia là cứ làm là có ăn, làm là có ăn. Khi mà mình nộp tiền là nó có gửi cái mã Zalo của một người nào đấy, là mình gửi. Chuyển tiền vào đấy à? Chuyển tiền vào tài khoản của người mà nó chuyển cho mình. Để được gặp chồng đã vượt biên trái phép sang Thái Lan và có tiền sau này trả nợ, chị Siêu Hờ Pu ở làng Kênh Mách, xã Gia Le, huyện Chư Pứ đã bán 40 con dê với giá 50 triệu đồng, cộng thêm tiền tích góp rồi chuyển tổng cộng 80 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo để đưa 4 mẹ con đi xuất khẩu lao động. Sau khi vụ việc được lực lượng công an ngăn chặn, giải cứu và tuyên truyền, chị Siêu Hờ Pu mới nhận ra sai lầm. Đi qua đó kiếm tiền để về trả nợ thôi. Giờ biết sai rồi, hối hận lắm. Qua điều tra, đối tượng Siêu Hờ Béo có hộ khẩu thường trú tại làng Thơ Gà Bê, xã Chư Ton, huyện Chư Pứ, đã bị công an bắt giữ khi đang trên đường đưa người bị hại vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giao cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi vượt biên trái phép. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây. Qua đấu tranh, xác định bước đầu Siêu Hờ Béo là đầu mối nhận tiền từ bà con thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Siêu Hờ Béo sẽ chuyển cho đối tượng khác. Đặc biệt, đích thân Siêu Hờ Béo là người dẫn đường đưa người dân từ Gia Lai vào các tỉnh phía Nam để vượt biên ra nước ngoài. Lúc đầu cái suy nghĩ của em là em vẫn dần đi với cái đường hợp pháp. Nhưng mà nếu mà bây giờ em nhận thức được cái việc mà em biết được cái chủ đích là họ đi cái qua đấy và có mục đích là ở lại luôn, thì em biết là điều đấy là vi phạm pháp luật. Bước đầu, 4 hộ dân với 18 thành viên tại làng Hra, xã Gia La và làng Kênh Mách, xã Gia Le, huyện Chư Pứ được xác định là nạn nhân của vụ lừa đảo và đã được lực lượng công an tỉnh Gia Lai đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Gia Lai. Sau khi lấy lời khai, các nạn nhân đã được công an tỉnh Gia Lai bàn giao cho công an huyện Chư Pứ, chính quyền địa phương quản lý. Thưa quý vị và các bạn, thông tin công an tỉnh Gia Lai vừa cung cấp, đấu tranh mở rộng vụ án, công an Gia Lai đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài và đã di lý về tỉnh Gia Lai để đấu tranh lấy lời khai. Rất có thể đây sẽ là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây chuyên lừa đảo đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai để xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài. Thông tin tiếp theo về vụ án cũng như các chiêu trò, mánh khóe lừa đảo mà các đối tượng áp dụng sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo.